Xin kính chào quý vị và các bạn. Chúng ta lại cùng gặp nhau trong thời lượng của kênh Thời sự TV. Máy bay không người lái của Nga ở Syria bị Mỹ bắn hạ và bắt giữ hàng loạt. Máy bay không người lái của Nga ở Syria đang chịu đợt tấn công trên diện rộng từ phía quân đội Mỹ. Nhiều chiếc đã bị bắn hạ và bắt giữ. Một số máy bay không người lái của Nga ở Syria đã bị quân đội Mỹ bắt giữ. Có khả năng họ đã tấn công và hạ chúng bằng tổ hợp chế áp điện tử. Theo trang Sohu của Trung Quốc, trong vài năm qua, quân đội Mỹ đã bắt được ít nhất 20 máy bay không người lái khác nhau. Một số bị bắt ở chiến trường Syria, trong khi một phần khác ở ngay Donbass. Có thông tin cho rằng, các đơn vị đặc biệt của NATO đã tham gia vào việc bắt giữ các máy bay không người lái của Nga. Điều này cho thấy rằng, hầu hết UAV của Nga gặp nạn trên chiến trường đã bị bắn hạ một cách có chủ ý. Năm 2014, NATO đã tiến hành một số hoạt động bí mật trên lãnh thổ Ukraine và Syria, lục quân Mỹ, thủy quân lục chiến và không quân Hoàng gia Anh đã thành lập một số đơn vị đặc nhiệm để bí mật thu thập các mẫu thiết kế công nghệ cao của Nga, đặc biệt là UAV. Theo báo cáo, ít nhất 20 máy bay không người lái chiến đấu của lực lượng vũ trang Nga đã bị bắt trong thời gian qua, bao gồm 9 chiếc ở Cộng hòa Ả Rập Syria và 11 chiếc khác ở miền đông Ukraine. Ít nhất 3 tổ chức ở Mỹ đã xem xét kỹ lưỡng các mẫu thiết kế, sau đó phân tích nguồn gốc những thành phần của chúng, truy tìm chuỗi cung ứng công nghệ của Nga và sau đó triệt tiêu chúng. Hóa ra tất cả các dự án chế tạo máy bay không người lái của Nga đều bắt đầu với một mục tiêu cực kỳ đơn giản, thu được các thành phần của phương Tây từ dự án dân sự, rồi dần dần phát triển thành các mô hình quân sự, Trang Sohu cho biết. Theo dữ liệu do các nhà báo cung cấp, quân đội Mỹ và các nước NATO đã sở hữu các máy bay không người lái của Nga, bao gồm Ola-10, Zastava, Granat, Eleron và thậm chí là post Giới phân tích cho rằng việc để lọt hầu như tất cả các chủng loại máy bay không người lái đang được quân đội sử dụng vào tay mỹ và nato sẽ gây ra rắc rối đặc biệt lớn cho nga thông qua việc phân tích dữ liệu mỹ sẽ dễ dàng hơn nhiều trong việc gây nhiễu và chế áp điện tử đối với chúng qua đó có thể tiêu diệt mà không cần dùng vũ khí chưa dừng lại đó nhiều thành phần trong máy bay không người lái của nga có nguồn gốc từ nước ngoài do vậy nguồn cung rất dễ bị chặn lại thông qua các lệnh trừng phạt khiến việc sản xuất sẽ bị gián đoạn một thời gian Hiện tại Nga còn hai mẫu UAV hạng nặng chưa được tung vào chiến trường để đánh giá thử nghiệm, đó là chiếc Atlas RU cùng với S-70B Okhotnik. Đây cũng là đối tượng săn tìm đặc biệt của tình báo NATO. Trước những diễn biến trên, dự báo Nga sẽ phải đặc biệt thận trọng trong việc đưa chúng ra chiến trường để kiểm tra tính năng kỹ chiến thuật, bởi nếu không cẩn thận thì sẽ bị đối phương đánh cắp bí mật một cách khá dễ dàng.